vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FVNC. Và như thường lệ, trong phần 2 mở đầu sẽ là chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời. Và trong chuyên mục tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những giải đáp của chuyên gia ngân hàng có chuyện vì sao khi nhận tiền từ ATM thì ngân hàng vẫn có lẫn tiền rách, và trong trường hợp đó thì ngân hàng sẽ đổi tiền cho khách hàng như thế nào. Vì sao tiền nhận từ ATM vẫn có hiện tượng bị rách nát? Thỉnh thoảng vẫn có khách hàng rút tiền mà bị rách hoặc là bị cong vẹo. Thì điều này thì chúng tôi cũng xin được giải thích là cái cơ chế hoạt động của cái máy ATM, thì bản thân khi mà cái máy nhận được một cái chỉ thị yêu cầu là xuất tiền từ trong cái hộc tiền để cái đồng tiền sẽ được di chuyển từ cái hộc tiền đi ra cái khe xuất tiền của cái máy, thì trong cái quá trình vận chuyển như vậy thì cũng có thể một cái sự trục trặc nhỏ khiến cho cái luồng tiền khi mà ra đến cái khe mà xuất tiền nó hơi bị vướng vào trong một cái góc nào đó và đã gây ra cái hiện tượng là đồng tiền bị rách hoặc là bị nhăn. Thực tế là cái tốc độ mà đưa ra cái khe chi tiền là 7 tờ trên một giây. Vì vậy là cũng có cái khả năng là gây ra như thế. Thì trong trường hợp như vậy thì người khách hàng khi mà phát hiện thì thông báo ngay đến với ngân hàng và chúng tôi sẽ xử lý ngay với trường hợp này. Tiền rách nhận từ ATM có được ngân hàng đổi lại miễn phí không? Nếu mà khách hàng nhận cái tiền từ ATM mà tiền có vấn đề thì khách hàng cứ mạnh dạn có thể là thông báo ngay đến cho cái số tổng đài của ngân hàng để mà nhân viên tổng đài có thể ghi nhận một số thông tin như là đã giao dịch tại đâu, thời gian, rồi mệnh giá tiền là bao nhiêu, cũng như là cung cấp cho ngân hàng chúng tôi cái số series của cái đồng tiền mà khách hàng đã nhận được. Thì sau khi nhận được những thông tin như vậy, chúng tôi kiểm tra và đúng là khách hàng có giao dịch tại ATM đó thì nhân viên tổng đài sẽ hướng dẫn khách hàng đến cái địa chỉ thuận tiện nhất để mà có thể thực hiện lại việc đổi tiền. Việc đổi tiền hiện nay cũng rất là đơn giản vì theo quy định mới nhất của Ngân hàng Nhà nước thì không những là cái tiền rút ra từ ATM mà nếu chính bản thân khách hàng có tiền rách thì cứ mạnh dạn đến ngân hàng và ngân hàng sẽ đổi hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Ngân hàng có nhận đổi tiền rách miễn phí với số lượng lớn không? Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng chúng tôi có nhiệm vụ là phải đổi tiền rách. Ở đây là chúng ta đang muốn tạo một sự thuận tiện cho người dân, cũng như là để cái đồng tiền rách đó không có lưu thông trên thị trường, thì ngân hàng có trách nhiệm phải chuyển đổi cho khách hàng. Tuy nhiên, có những trường hợp mà người khách hàng họ đến thường xuyên và họ thường xuyên mang những cái số lượng tiền rách rất là lớn, thì thực sự trong trường hợp đó chúng tôi buộc lòng phải xin phép được thẩm định lại. Chúng tôi có thể cũng sẽ tìm hiểu thêm là vì sao mà người khách hàng này có cái lượng tiền rất nhiều đến như vậy. Hoặc là lúc đó chúng tôi cũng có thể hỏi là có phải là do kinh doanh hay không. Thì đôi khi người khách hàng cũng phải chứng minh là mình hoạt động kinh doanh ra mình có thu tiền từ những khách hàng và có nhiều tiền rách như thế. Thì bản thân chúng tôi làm việc này là để ngăn ngừa những cái trường hợp có những cái phần tử lợi dụng. Thực tế là một số người dân của chúng ta hiện nay không có nắm rõ cái quy định. Thành ra khi mà trong túi tiền của mình có tiền rách á, thì lại ngại. Không biết rằng đến ngân hàng là đổi thì đổi như thế nào đây, rồi có mất phí hay không. Đó, thì thế là có một số cái phần tử đã lợi dụng cái việc này và đi thu gom và có thể là hưởng một cái phần hoa hồng nào đó trong quá trình chuyển đổi tiền. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc chính sách trong ngành ngân hàng, thì xin quý vị gửi thư vào hộp thư tạp chí ngân hàng fvnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần.
Chuyển sang một thông tin thế giới, thưa quý vị, thời gian gần đây thì giảm phát đang dần trở thành một trong những mối lo ngại lớn nhất đối với nền kinh tế châu Âu. Và cùng với những chỉ tiêu kinh tế kém khả quan đã gây áp lực không nhỏ đến các lãnh đạo trong khu vực. Trước những sức ép này thì mới đây Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết sẽ triển khai chương trình mua nợ mới ngay từ giữa tháng 10. Tại cuộc họp được tổ chức vào đầu tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã công bố tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục hiện tại, đồng thời sẽ triển khai chương trình mua các khoản nợ bảo đảm từ những ngân hàng trong khối. Theo đó, ECB cho biết sẽ mua khoản vay và nợ của các ngân hàng bắt đầu từ giữa tháng 10. Động thái này cho thấy nỗ lực của ECB nhằm góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Eurozone, mặc cho vẫn vấp phải nhiều nghi ngại đến từ Đức và một số quốc gia khác. Ngoài ra, sau khi thực hiện giảm lãi suất xuống mức siêu thấp mới vào tháng 9, thì cơ quan này vẫn tiếp tục giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 0,05%. Theo Chủ tịch ECB, ông Mario Draghi, thì bên cạnh việc bắt đầu mua nợ bảo đảm của ngân hàng từ giữa tháng 10, hoạt động mua chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản cũng sẽ được khởi động ngay trong quý 4 năm nay. ECB dự tính chương trình mua nợ này sẽ kết thúc trong vòng 2 năm tới. Hoạt động mua nợ của ECB kỳ vọng sẽ giúp cho thị trường tín dụng tích cực hơn, đồng thời hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, được xem là đóng vai trò chính cho sự phát triển của nền kinh tế Eurozone. Chương trình mua nợ mới của ECB sẽ hỗ trợ thị trường và đóng vai trò chính để bơm vốn vào nền kinh tế. Theo các chuyên gia, chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản của các ngân hàng vốn là từ các hoạt động thế chấp, các khoản nợ doanh nghiệp hay khoản vay từ thẻ tín dụng. Các loại chứng khoán này trước đó được bán cho các công ty bảo hiểm, quỹ hưu trí và giờ đây thì ECB sẽ tham gia vào hoạt động này. Với kế hoạch mua nợ của ECB, giới phân tích kỳ vọng cơ quan này sẽ mua bình quân khoảng 200 tỷ euro trong vòng 1 năm tới. Ông Mario Draghi cũng cho biết, dự định của ECB là bơm tiền vào nền kinh tế thông qua việc tăng lượng tiền bơm trực tiếp vào thị trường như đã thực hiện vào đầu năm 2012, vốn đã ngốn đến hàng trăm tỷ euro. Tuy nhiên trên thực tế, cơ quan này đã chọn kế hoạch khác với sự thận trọng cao hơn. Tới đây, việc mua lại các chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản của ECB sẽ được thực hiện trên toàn bộ Eurozone, bao gồm cả Hy Lạp và Cộng hòa Síp. Bên cạnh đó, ECB có thể mua các loại chứng khoán với những điều kiện tiêu chuẩn thấp hơn so với những gì mình đã từng được triển khai trong các thỏa thuận đa phương đã thực hiện trước đây. Trước đó, ông Mario Draghi đã từng kêu gọi chính phủ các nước triển khai hoạt động mua các loại chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức bị chính phủ Pháp và Đức bác bỏ vì lo ngại rủi ro có thể xảy ra với quốc gia của mình. Mặc dù ECB đang cho thấy rất nỗ lực trong việc cải thiện nền kinh tế, nhưng rõ ràng là nhiều người dân châu Âu vẫn rất e ngại về khả năng hồi phục của khu vực này. Ông Mario Draghi cho rằng điều này là hoàn toàn có thể hiểu được. Việc nghi ngờ của nhiều người dân châu Âu về nền kinh tế trong khu vực là điều khó tránh khỏi. Tỷ lệ thất nghiệp hiện đang vẫn ở mức cao, và một số quốc gia, tình trạng suy thoái dường như chưa có dấu hiệu kết thúc. Theo số liệu vừa mới công bố, thì lạm phát Eurozone trong tháng 9 vừa qua đã giảm còn 0,3%, đánh dấu mức thấp nhất gần 5 năm qua. Điều này càng cho thấy tình trạng giảm phát đang trở nên đáng lo ngại hơn trong thời gian tới. Đến đây thì phần 2 cũng xin được khép lại. Phi Yến xin mời quý vị theo dõi tiếp phần 3 với các nội dung nổi bật sau đây. Các đánh giá rủi ro cho vay mới tại Trung Quốc gây lo ngại. Hungary buộc ngân hàng bồi thường cho người đi vay ngoại tệ.